Vai, 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 vai. Ueba! Pega a mão! Ei, pega a mão! Vou, né? Oi, oi. A bola, a bola, a bola, sem dúvida, a bola tá aqui. A bola tá aqui. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Team Huyền Thoại Châu Phi. Ok. Ok, hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì anh Quý có việc bận nên là lên Huyền Bù. Có việc nên là hôm nay em sẽ tạm thời cùng anh Indo sẽ dẫn chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi tên là bóng chuyền tập thể. À, bóng chuyền tập thể. Bóng chuyền là kiểu là bình thường ở Việt Nam là chơi bóng chuyền là từng người ấy. Nhưng mà giờ mình sẽ bóng chuyền 4 người một nhóm. Thì đây có 8 người sẽ chia làm 2 nhóm. Ok. 4 người ở phía sau kia. 4 người sẽ đứng đấy. Rồi, anh thử thử đây, 4 người thử cầm cái bao xem. Dạ dạ, vamos experimentar. Bao nay nó sẽ này mình sẽ chơi bằng quả bóng nhỏ này nhá. Então, vamos experimentar outro lado, outro do outro lado. Đấy. Cái trò chơi này là tên gì nhỉ? Gọi cái bóng chuyền. Bóng chuyền. Tập thể. Đấy. Ở chỗ của đéo xem xem. Em chế bóng chuyền. Tập thể. Ok. Tập trước đi, tập trước đi. Yeah, thử phát cho mọi người xem để mọi người então, hiểu primero, đó nhá. Vamos experimentar para. Yeah, chỉ là thử là tí sẽ chỉ đồ sau. Đây là có anh này sẽ cầm bảng số. Để giúp quatro pessoas. Então vamos pegar. Bảng số nha, điểm số nha. Quatro pessoas. Então, capota. 4 người như vậy, 4 người. Ok. Yeah, baixou. Ainda, espera. Devagar, vamos combinar. Não vamos afastar muito lá. Ông ngoài đến đây. Yeah. Anh đi rồi. À? Nếu mà bóng không qua cái vạch đó hoặc là bay ra ngoài thì sẽ thua nha. Então, quando a bola se não passar por cima dessa trave e mesmo se passar e não entrou no saco, então perde. Perde. Là chúng ta sẽ có 10 phút để chơi. Nếu mà trong 10 phút đó đội nào ghi được nhiều điểm hơn thì đội đó sẽ thắng. Phần thưởng sẽ là 10.000 quan gia nha. Então, a equipa que tiver mais pontos, ela ganha 10.000 quan. Đội nào chơi thắng sẽ được 10.000 quan tiền phần thưởng. Ok, thử cái. Bây giờ là mình sẽ thử cái nha cả nhà. Dạ, vamos ficar direção assim. Olha. Devagar. Bây giờ sẽ thử trước rồi tí nữa sẽ chia đội sau. Anh đi đủ. Nếu mà bóng của đội của anh á ném mà bay ra ngoài này này là đội anh thua. Então, tipo nós, se nós atirar a bola e cair fora, não tocou nenhum sítio aí dentro, também nós perdemos. Agora a mesma coisa também, se não é que também perdeu. Và nếu mà đội của anh á ném bóng mà không qua được cái cột này này thì đội anh sẽ thua. Então, a equipa que atirar a bola e bater na trave, não passou a trave também? Perde. Rồi, giờ thử phát nào. 1, 2, 3. Não, outro vim, hã? Ué, 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 atento. Olha, capa, toca. Ih, não tá aí. Vai, você vai dar nada devagar. No meio, o gadira, não faz. Cadê, vai? Um, dois, três, vai. Ô, bem, tu perderá. Eita! Rồi, kênh Bài Nha, vô xe Bài Nha. Đây, có anh này sẽ làm trọng tài nhé. Thì nếu mà đội nào thắng thì anh sẽ mở cái bảng lên là 1 điểm. Đấy, anh này là... Rồi, anh đi rồi. Tu đủ, anh tên đi. Rồi, bây giờ là chia đội đi. Tu đủ vang kia chia đội. É assim, espera. Anh quy bày cho Linh Đồ rồi, 1 điểm. Assim. Mày bắt đầu pra vô vệ. Agora, é só fazer assim. Eu vou esconder. Assim. Isso. Domingo, escolher. Se a equipa que puxar, tipo, quem tem comprido, né? 4, então também são 4 pessoas. Os compridos. Que calhar curto da vez, depois vamos diferenciar muito bem. Escolher uma. Né, chào Domingo, vou chơi. Hôm nay phải đi. Hơi mệt nên là cho anh phải đi. Comprido, quay, né? Quay isso, fica aqui. Não, não, fica uma aí. Escolhe. É, comprido. Escolhe. Pega, se dá meu fazer. Curto, né? Curto, né? Tchau, mọi người, rút chứ anh. Dạ, dạ. Khoan à. Ok. É, passou a... Rồi. Tá cabaça, fica já lá. Isso. Domingo, big luck. Vamos lá. Chega. Daí. Đấy, cái đôi này đó, ok. Yeah. Anh đi xe. Anh đi xe.
Rồi bây giờ đã chia xong đội đúng không? Đội bên đội anh là đội A hả? Dạ dạ đội A. Đội A thì gồm có anh Lindo, anh Sigao, anh Adriano, anh MJ. Sao đội này Grande đấy? Andy. Aki? Ờ, đội này Adi son grande. Ờ, Aki Bikendu này. Đội này Bikendu này, đội này nhỏ này. Rồi đội B thì gồm anh Dick Luck, anh Tony, anh Domingo, anh Ban Soa. Anh ở giữa này là trọng tài để gọi như là ghi điểm cho mọi người nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có 10 phút. Có 10 phút nha. Ok nha mọi người, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi nha. Thì chúng ta sẽ có 10 phút. 0-0, repeat the match 0-0. Thì em sẽ bấm giờ đây, sẽ có 10 phút. Và đây sẽ có anh này là sẽ ghi điểm giúp anh em mình. Rồi. Chuẩn bị nha. Em bấm giờ này. Ung đô tret ba bộ rồi anh cầm giúp em á. Dạ rồi cuộc chiến bây giờ bắt đầu. À xin lỗi đã bị đủ rồi đây 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 quay bà ai Đây có một điểm. Được một điểm đi về đội A. Đi mang đồ vào đâu vậy? Bắt đầu rapidu, rapidu. Un, đôi, trời bay. Ê. Não fica. Yeah. Vamos se formar bem. É 2-1. Yeah, 2-1. Oi, dá muito brulha. Brulha. Não foi daí. Chega. Fala, um, dois, três. Um, dois, três. Tchau. Vai. Đây bắt đầu có lục bộ rồi. Ê. Ta bò. Dạ. Rồi phải là ủng hộ. Não. Vamos! Não, chega. É bola, é fora. Já. Lá deu. Tá? Já mais. Já, foi fora, a bola. Bola saiu, não. Não acompanha, se a bola já tá aí fora, você não acompanha mais. Yeah, então nós. Ah, espera, temos. Yeah. Quatro. Um, dois, quatro. Três. Ei! Vamos se concentrar. Thì số mấy rồi? 5-2. Mẹ đẹp bóng rồi, mẹ đẹp bóng. Ra mì đu, bố ra. Vâng. Mẹ đi. Dạ. Ok. Phê ra anh đã, phê ra. Ê, bạn bồi. Ôm, đôi, trời, bạn. Ê. Vâng, bố sẽ concentra. Ok, được rồi. Em đi. Dobra, vamos já. Fecha. Já, vamos, já, tá bom. Ok. Já virou. Vai. Um, dois, três, vai. Ei, vai. Se concentra. Vai. Já saiu fora. Não acompanha. Saiu fora. Não bateu no chão. Não, mas deu um chão, rồi. Oi, MJ, a bola se vai fora. Não acompanha mais. Não, você já se tá vendo a bola da isla. Deixa, não acompanha mais. Quatro pivô, né? Oi. Tchau, fora. Vai. Aqui, quer. Calma, fica bem. É assim que ficamos. Fica bem. Já me deu. Quantos minutos? Estica, ó, MJ, não estica. Baixa a bola. Um, três minutos. Vai, por nós. Vamos se concentrar, vamos se. Não vamos perder, ué.
Vamos nos convidar bem, vamos ficar bem, Adriano, corra! Yeah! Adriano também está dentro do mundo, vamos! Vamos! Assim? Não, deixa só! Vai, rápido! Trabalha! Vai, Adriano! Deu nóis! Vou fazer latizó! Tá? Vamos parar! Oiê! Já! Vamos baixar! Vai! Rápido, vamos nóis! Vamos nos concentrar! Devagar, não corre! Tá dormindo, você vai falar! Vamos se concentrar. Vamos se concentrar. Vamos. Ngon nè. Sete. Dois. Sete rồi. Um, dois, três. Adiante, não vai lá. Boa noite. Sou ra rồi. Vamos. Devagar, vamos baixar devagar. Um, dois, três, vai. Vamos. Vai, concentração. Vem, não tá de novo, quer tu ali? Concentração. 8 minutos. Aponta. Não, não desconte, só vai. 11, quantos minutos? Baixa. 8, 8 minutos. 2, 3. Vamos concentrar. Concentra, aqui, olha aqui. Rápido. Vai. Caiu no chão, Espera, atento. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 12, 3.
Dạ không phải sao, không phải sao. 4 điểm. 1, 2, 3, 4. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Con gái tên mình nó phải cầm mau nhá. Đưa. 13-8 nghiêng về đội A. Quá từ minuto. Ông kia thắng rồi. Sau tay ông minuto. Con sẽ tên đi nhé được chưa? Nào nhá, bây giờ nào. Ei, ei, bateu dentro, bateu dentro, bateu dentro, bateu dentro. Dá-lo, dá-lo, dá-lo. Dentro ou fora? Então, mete. Mete, dá-lo, dá-lo. Mete. Como você mete só? Dentro. A bola bateu fora. Oi, a bola, a bola, a bola sem dúvida, a bola tá aqui. A bola tá aqui. A Simão quer dizer que é quem? A bola tá aqui. Dobrou, dobrou, dobrou. Ok. Um, dois, três, vai! Ok! Mete! Rồi, 15-8 rồi! Dạ, acabou! Para como? Naquela hora do MC! Não bateu! Hết giờ rồi! Campeão! Não batatamos nada! Olha pra ganhar! Tá bom! Domingo! Rồi, đây đây! Đội A thắng, tỷ số là 15-8! Ué, como? Thôi, thôi. Bên này buồn nè, sầu ra mùi tù. Ri, đúng không? Sầu ra mùi tù. Đúng không? Sầu ra mùi tù. Đúng không? Yeah. Chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh. Chụp ảnh, photo. Photo, ê, đúng không? Ri. 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 Photo, yeah. Campeão. Campeão. Ok. Batata na fazenda. Batata na fazenda. Boa, né? Chorar. Chorar muito. Chorar muito. Não chorar. Hoje não. Bora. Campeão. Rồi đây. Phần thưởng là sẽ 10.000 dành cho đội. Yeah, yeah. Dead meal. Ok. 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 Nhiều. Rồi ok. Thì okay. Mọi người thấy trò này thế nào? Ừ. Pega. Ok. Yes. Người thấy trò chơi này thế nào? Vui không? Vui. Vui. Ai vui không? Không lắm. Không vui. Vui, vui. Vui chứ. Có vui. Nếu mà không thắng không đúng không buồn. Thì mai mình sẽ thắng nhỉ. Yeah. Tiếp này. Nó gọi nhau nó phải desmularizado porque amanhã tem outro dia. Campeão. Isso aí. Não, não, vai já tô. Não, assim não. Ah, oi, oi, oi. Ok. N, Andy, cậu cả tên mình, nó pode ficar, mình nói với anh em, nó pode ficar triste, đúng không buồn, tại vì mai chơi tiếp, đối này cũng thắng, amanhã vamos jogar mais, então essa equipa pode ganhar, depende de sorte, tu may mắn thôi, may mắn. May mắn đúng không? Yeah. Ok. Antes de entrar no campo, primeiro vou ter que pedir. 15-8 là thắng, thắng một cách là... vượt quá điểm, gấp đôi điểm kìa. Hả? Gấp đôi điểm, 15-8 kìa. Ta kì. Kì xìa. Mùi tù, mùi tù. Kì xìa. Ai tù. Ai tù. Tù, vô tìm mặt tè đi á. Nước mồ hôi, mồ hôi. Mồ hôi. Mồ hôi quá đi nụ này. Ta luôn tải đi xe. Nóng rồi, trời nắng, bây giờ mới có 4 giờ. Ok. Thôi ok, thì video này anh em mình sẽ kết thúc đấy nhá. Mọi người thấy video hay thì ý nghĩa thì cho anh em mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Okay. Chúc mừng anh em may mắn sao nha. Chào các bạn. Rồi ok anh này. Cảm ơn anh nha. Giờ okay. Mình sẽ gửi thêm tiền cho anh này bởi vì nãy giờ anh này hỗ trợ mình rất là nhiều. Mình sẽ gửi một ít tiền cho anh này. Ok. Chào các bạn. Chào các bạn.